Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngôn Ngữ Mưu Đồ. Hôm nay lên sóng để xét một con vang số ở trong Bắc Hà Nội gửi về đây. Và em tiện đây em sẽ hướng dẫn cho các bác cách chỉnh vang số và chỉ hướng dẫn cho các bác ở cái phần căn mic ấy, làm sao tiếng mic nó rõ nét. Nó rõ nét ấy nhé. Thì em chỉ 3 điểm thôi, không cần phải chỉ nhiều. Các bác làm chủ được con vang số, chủ quan trọng nhất ở phần hát. Làm sao tiếng mic nó phải rõ nét và khi hát to lên thì nó không bị ồn ào. Càng hát to thì cái dải của mic ấy nó dễ bị méo. Thì những cái dải méo ấy làm sao chúng ta tìm được cái dải méo đấy và những điểm mà nghẹt mũi và nâng được điểm xì của mic lên. Đó là quan trọng nhất. Đó là hôm nay nó chỉ 3 bước. 3 bước thôi. Đầu tiên để bác quay lại màn hình nhé, để quay vào máy tính chỉ cho các bác. Vâng, và em sẽ quay lại màn hình. Ở đây là phần EQ của mic, em sẽ chỉ luôn vào vấn đề. Đây, phần nhạc thì các bác phải tự từ rà theo cái giải loa của các bác, nhưng em hôm nay chỉ chỉnh mỗi cái mic thôi, hướng dẫn bác chỉnh cái mic. Thì căn chỉnh cái mic, đầu tiên căn chỉnh mic các bác cắm mic vào nhé, cắm mic vào và cái phần effect bác cho về không hết, về không hết cho em. Đấy, echo A này cắm vào cổng A thì là cho mic A, echo A bằng không. Đấy, echo reverb B, reverb bằng không hết. Rồi bây giờ tiếng mic nó về phần mộc, phần nhạc thì em không tính làm gì. Mộc thì đây là em có hai cái tai mic. Một cái mic thì em sẽ độ đây, độ cái côn của xua xịn. Côn đấy là côn xua xịn nhá. Và cái côn thứ hai là một cái mic độ côn của thằng Bayer. Đấy, Bayer xịn nhá, Bayer bãi. Tháo ở mic không dây ra. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác làm sao để ra cái điểm mic nó chuẩn nhất mà khi bác hát nó sẽ ngọt nhất có thể, đúng không ạ? Thì các bác reset đi, reset phần mic đi. Đấy, kéo ra thì đầu tiên các bác sẽ căn ra giải bass cho em. Rồi những cái dòng mic như thế này, mic như này nhá, thì nó sẽ đủ giải xuống cái tận 50 Hz cơ, 50 Hz, nhưng chúng ta chỉ cắt khoảng tầm 80 thôi. Đây này, cắt tần số thấp hát tần số cao, tần số thấp đấy thì 80. 80 tại sao em lại cắt 80? Vì cái khả năng phát âm của con người, tức là cái miệng của mình ấy, cái giọng của người Việt Nam ấy, giọng của người như trên thế giới, cái giải vô ca của người phát âm ra ấy, nó không phát âm được giải xuống 50 đâu, thường từ 80 đổ lên, thường là 80 đổ lên. Rất là ít những cái người mà phát âm xuống sâu hơn nữa, thường là chẳng ở Việt Nam thì khả năng có mỗi nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu có thể phát âm được những giải như thế. Và có thể các bác để xa nó một tí, nhưng các bác sẽ phải rà giải xem điểm nào của mình giải bát của mic nó hay thì bác để nhá. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn các bác rà giải bát. Bác để cái Q, tức là sóng hải, cái đỉnh dốc octan ấy lên thành 2 cho em. Ha, em bác alo. 7 lên 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 lên. Đấy, cái điểm bát này không được nhé. Trong cái khoảng 200 vẫn là điểm giải bát, nhưng mà lên nó không hay. Lên nó tiếng bị, nó bị đanh tiếng. Lên 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 lên. Đấy, cái điểm này là điểm 88, phải không ạ? Tức là đến đây mình sẽ tìm được ở cái con mic xua này, ở cái con mic côn xua này nó là điểm 88. Thì bên em cắm cắm thử sang con mic Bayer. Đấy, Bayer nó nhiều, cái bát của nó hơi bị vỡ, nhưng các bác để ý cho em chút. Lên. Đấy, tức là qua 80 nó vỡ hết rồi, nghe nó buồn cười lắm. Thế rằng Bayer nó nằm khoảng 100 đến 105 đấy, chẳng hạn em sẽ cắt ở cái con Bayer. Thường hướng dẫn các bác cắt Bayer luôn nhé, em để nguyên con mic Bayer này cắt luôn. Thì các bác sẽ kéo cái phần hát này vào sát đây, nếu mà con Bayer bác cắt suýt soát 95 đi đấy, cái quy này bác hạ xuống, hạ xuống. Và cái điểm điểm này này, cái điểm có cái khoang rộng này này bác này, em chỉ luôn là cái khoang rộng này. Là cái điểm nó dễ bị giao thoa giữa giải bass của loa và giải bass của mic mà và giải cộng hưởng. Những cái điểm này cái đi căn cứ ở đâu thì các bác có thể dùng những con lọc số như này. Đấy, bác để ý con lọc số này này. Đấy, cái phần số 2 đấy, phần khoảng giải 200 nó lên rất là nhiều.
cứ alo phát nó lên lên mức bình thường thì con đấy đến là cái điểm dễ cộng hưởng nhất. Sau này nó lên như này thì điểm cộng hưởng gần như mic nào cũng ở khoảng này các bác sẽ phải ra. Nhưng con này em có đọc số sắn thì em sẽ ra luôn cho các bác là khoảng 200. Hạ nó xuống, hạ Q nó xuống. Hạ phần Q tức là phần 62 ấy, nó xuống. Thì con em hạ thành 4 đi. 4 thì hơi nhiều. Đấy. Và em chỉ nâng mỗi cái điểm là con này điểm 120 nó cũng nâng. Thì hạ cái điểm này xuống thằng còn. Lên, lên, lên 42, lên 42, lên. Hạ nữa. Lên, 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 lên 42. Đấy, làm sao nghe nghe nó vừa đủ, nghe vừa đủ, vẫn gọn tiếng và vừa đủ. Còn giải chung các bác có thể để nguyên hoặc là có thể hạ xuống tùy. Nhưng ở riêng cứ mỗi con vang nó một đặc trưng riêng. Riêng những cái dòng vang X12 thì bao giờ nó cũng rất lợi giờ giải bát, giải trung thấp ấy rất là nhiều. Nên các bác để ý phần mic của nó bao giờ phải căn rất là kỹ ở phần bát này, không tí nó hát thì nó hoang hoang, nó ồn hoang rất là nhiều. Đấy. Lên. Các bác cái điểm này ấy, những cái điểm mà vô giải vô ca từ 80 đến khoảng tầm ở 1000 ấy các bác đừng can thiệp quá nhiều. Điểm này là điểm vô ca quan trọng nhất. Con người chỉ phát âm được khoảng giải đó thôi. Các bác cắt nhiều giải ở điểm đấy mà rà không kỹ ấy, thì gây ra một hiện tượng như này, tức là cắt giải của ông hàng xóm hoặc ông bạn của mình đến hát bị chê, ông ấy sẽ chê là mày bộ của mày đắt tiền nhưng mà hát không hay, không bằng bộ của tao vì các bác cắt nhầm đúng cái điểm giải người ta, điểm lợi giải người ta. Và đấy, xong điểm thứ nhất. Ở cái điểm thứ hai là các bác cần rà ở cái phần giải chung ấy, đó là điểm bị nghẹt mũi. Tại sao em nói từ nên trong từ nên nó phổ rất nhiều giải. Nhiều giải, đấy là cái điểm mà đấy là cái này là thực ra là chia sẻ các bác là em học của bọn nước ngoài chứ cũng không có gì là cao siêu cả. Nâng Q lên 2. Cái vocal này đừng học theo sách vở mà người ta chỉ để mình phải rà theo cái thiết bị của mình. Đấy, em nâng cái điểm này lên nhá. Các bác để ý này. Để chưa nâng này. Lên 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 lên. Đấy, các bác nghe nó nghẹt mũi chưa? Lên 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 lên. Cái điểm này điểm nghẹt mũi này. Thế là con này nó nằm khoảng tầm 1500 đến khoảng 2000, khoảng này là không được nâng nhiều. Các bác khoảng này còn là bác hạ xuống đi. Bác hạ xuống. Cái này các bác phải ra nhé, phải có thử từ mỗi con mic nó khác nhau. Như những con mic cao cấp như của Dinaka thì nó sẽ không bị nhiều. Gần như các bác để phẳng nó đã hay rồi, tiếng nó rõ ràng rồi. Và điểm thứ ba các bác cần ra đó là điểm xì của mic. Mỗi bộ mic có một điểm xì. Có một điểm xì mà khi điểm xì này nâng cùng cái điểm xì của EQ của Revert và EQ của Echo thì nó lên rất là hay mà nó mic xịn thì nó không hú ở điểm đấy. Trừ các bác tìm được rồi nhưng mà nó không thể nâng được vì nâng lên nó cùng với giải chép của loa. Tức là cái dòng mic đều rất là khó nâng. Nâng tìm mic nào cũng tìm được điểm xì nhưng điểm xì nâng lên nó bị trùng với cái giải chép của loa, nó cộng hưởng lên và nó hú và các bác phải cắt đi. Đấy, thì những con mic nó đều quá. Thường những dòng mic Beyer là dính hoặc những dòng mic rẻ tiền hơn nữa gia công ở Việt Nam là dính 100%. Thì chắc là để tìm vài điểm xì nó thuận lợi nhất, tức là 3-4 điểm xì và khắc phục được cái tối ưu cái bộ dàn. Đấy, thì đây là em sẽ nâng giải chép, thì giải chép nó nằm khoảng từ 5000 đổ lên, từ 5000 các bác này. Lần cho bác xem. Cho lên 3 đi. Cho octan lên 3 đi. Bọn lên này. 6 bình thường nhé. 6 7 6 6 6 6 6. Đấy, lần cái điểm này thì con này con Bayer này nó không có tác dụng, nó nghe nó như nhau hết. 6 6 6 6 6 6. Đấy, bác nghe thì 6 bắt đầu nó có đuôi chưa? 6 6 7 6. Đấy, tức là điểm C của con này nó nằm khoảng 7500 này. 7500. Tức là cái côn mic này nó nằm ở 7500 thì các bác cứ nâng ra như này nhé. Và các bác nâng lên thì đây chưa phải là một vấn đề, mới nâng như này thôi. Điểm C em sẽ alo cho một bạn. 1 2 3 4 5 6 7 6. Đấy, các bác điểm tức là tìm được điểm C nó nằm ở khoảng 7500 thì bác nâng lên, cứ để nâng lên này nhé, em không cắt nữa. Vì có thể các bác cái điểm L này, tại sao con mic này nâng đến giai đoạn là tầm 2000, hơn 2000 là nó không có tác dụng gì nữa, không có tác dụng. Tầm tầm 12000 đổ lên là con mic này gần như giải chép nó không kéo được lên như thế. Đấy, và tai người của khả năng tai người của mình cũng không cảm nhận những cái giải cao như thế, riêng phần mic nên cắt gọn lại tầm 12000. Thì tiếng mic nó sẽ gọn.
lên đấy, lên 5 6 7. Làm sao mà tiếng mic nói rõ to hát và nó phải rõ lời. Cái quan trọng nhất là rõ lời. À, các bác lưu ý ở cái điểm em nhắc lại cái điểm giải vô ca chính phát âm của con người là khoảng từ 80 đến khoảng hơn 1 ki một chút. Cái khoảng này các bác đừng có can thiệp quá nhiều. Can thiệp quá nhiều thì ảnh hưởng đến giải của người khác. Và khi hạ thì cũng không hạ quá dưới 4. 4 đổ lên thôi. Hạ cái phần công suất đấy, phần dB đấy. Lên 5, 6, 7. Đấy, ok. Và bây giờ em sẽ chỉ luôn cái phần effect. Đây, effect này của bác này, bác này gửi về ở Nam Định sang đây. Thì reset á. Cắt này là không được, cắt này là không được các nhé. Cắt này là không đạt, cắt cái phần EQ của reverb này là gần như reverb không có tác động gì. Cái phần reverb ấy thì nó các bác cũng không cứ cắt mic cắt ở 80 thì cứ để 80 cho em. Không nên can thiệp quá nhiều. Cái giải chép có thể để rộng là 12.000 để 12.000. Nhưng bác để ý nhé, các bác để ý này. Cái điểm khoảng 7.000 này. Hơn 6.000 7.000 ấy, cái khoảng mà em vừa cắt nâng giải điểm C ấy. Bác mà ở con X 12 thì nếu các bác nâng lên thì nó rất là hay, nhưng ở con X 12 thì nâng điểm C của vợt lên bao giờ nó cũng bị xé tiếng, nghe không hay. Nghe không hay quá nhé. Nên tốt nhất có nâng thì có nâng ít thôi. Nhưng các bác cứ để ý là em sẽ nâng cái điểm này lên thì cái điểm C rất là hay. Và một điểm có thể nâng được nữa đó là điểm khoảng giải trung. Khoảng giải trung này này. Tức là con người những điểm trung cao, trung thấp là nghe rất là cảm nhận rất là rõ. Tai người nghe tốt được cái gì thì phát âm tốt được cái gì thì nghe tốt ở đấy. Mà phát âm của mình thì nằm ở giải trung là chủ yếu thôi. Cả nam cả nữ. Nên các bác nâng những điểm này nên cũng điểm vợt cũng rất là hay. Thì em sẽ nâng vợt cho bác nghe nhé. Lên 5. Bởi vì này là để thẳng 30 thôi. Lên 5, 6, 7. Đấy, các bác nghe tiếng vợt nó nằm ở cái điểm số 7 chưa? Điểm số 7 nó nâng EQ cái điểm lên và tiếng vợt nó cứ xì. Nó xì. Trừ trường hợp mic đều quá các bác không nâng được thôi. Còn nếu nâng được các bác cứ nâng cho em. 5, 6, 7. Đấy, hai cái điểm này các bác nên nâng. À, còn đấy là cái ý kiến của em và kinh nghiệm của em làm và em cũng học hỏi ở người nước ngoài để chia sẻ lại cho các bác. Để em mới nâng có phần 20% thôi nhé. Cái không gian của em nó tầm khoảng 25% là cái reverb là đủ. Lên 5 6 7. Phần reverb là phần vang vọng ấy, phần vang ấy, tức là phần ảo lập lại không gian ấy. Đó, phần reverb đã xong rồi thì bây giờ em sẽ chuyển sang phần echo. Echo A em nâng lên nhá. Em cho phần reverb nhỏ đi đã. Để bác nghe rõ phần echo. Lên, 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 5, 6, 7. Lên, à lên, 1, 2. Đấy thì thường thì không gian ngắn như này em để cố ngắn khoảng tầm để khoảng. Em để không được nhưng em để thôi em để 8. Để 10 đi. Lên, lên, 5, 6, 7. Rồi. Echo delay cho khoảng 230. Phần nạp là 5 năm, thường thường là 5 đến 60 các nhé. Cái direct echo ấy, thì nhất là những dòng bayer này, thì cần nó cần rõ hơn. Các bác cứ cho echo direct nó khoảng từ 40 đến 50 cho em. Để cho tiếng echo nó rõ ra, nó rõ ra. Lên, lên, 5, 6, 7. Rồi, và bây giờ em sẽ nâng thêm reverb em hát thử các bác một bài. Lên, 5, 6, 7. Được chưa ạ? À, tiếp em chưa chỉnh nốt tiếng echo. Tức là cái echo này bác để ý này. Cái echo nếu tùy từng dòng mic nhá. Ở riêng dòng mic của Bayer thì bác để ý tiếng ồm ào của nó rất cao nên các bác cắt phải từ 200 vượt cái điểm mà nó bị ồm ào đi. Và đặc biệt là dòng mic nào thì cũng có thể là khả năng hú echo rất là cao. Nên các bác cắt gọn lại, thường là để khoảng 10.000 thôi. Đừng cắt cùng với giải mic nhá. Và để echo rõ lên. Rõ lên thì vẫn phải nâng ở điểm giải trung lên này bác này. Em thử nâng thử cho bác, em cắt giải trung đi này. Lên, 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 5, 6, 7. Tức là mình nâng ở những điểm giải trung cao thì nó sáng tiếng và cái echo mình sẽ cảm nhận rõ hơn. Lên, 5, 6, 7. Đấy, ok chưa? Bác chỉ nâng điểm C ở phần vợt thôi. Còn cái phần echo này, muốn sáng thì bác nâng ở những điểm mà điểm tầm khoảng 2.000 ấy, trên 2.000 ấy. Cái điểm đấy là cái điểm mà trung cao. Đấy, tai mình cảm nhận rõ nhất thì lúc ấy bác nghe rõ echo. Rất
rất là hay. Đấy, đây một chia sẻ mà các bác thấy hay thì like bài và đăng ký kênh chúng em. Tiếp theo bác nhá, em sẽ thử hát các bác một bài. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ là người xa. Đấy, các bác để ý là làm sao mà khi hát tiếng mic lên nó phải bay và nó phải rõ. Đấy, các bác để ý nhá, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Em sẽ chia sẻ tiếp ở những cái phần tiếp theo. Ở đây là đầu tiên em sẽ chỉnh một hướng dẫn các bác chỉnh cái tiếng mic ở trên con X12 bãi hay xịn. Và làm sao tiếng mic nó phải rõ nét, hát to, nó không được ồm, không được oang. Và làm sao có điểm xì, thì điểm xì ở phần vợt đấy thì cứ hát nên nó mới có ngấu hứng, đuôi tiếng tiếng của mình nó dày và nó dài ra thì nó mới có hứng. Đấy là một cách chia sẻ. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.